Các em ấy căn cứ phải đề nó sẽ có thêm hai cái cột là thi lại toán, thi lại tin nha. À, có thêm hai cột này, ta chèn hai cột như sau. Em chọn vào cái này nhá, ta insert này. Insert nha, phải chuột vào tiêu đề cột cái này, ta insert cột nha, đấy, chèn vào. Đây ta gõ là thi lại gì nhỉ? Thi lại toán này. Thi lại tin. Nha. Và là ta làm theo yêu cầu của đề về yêu cầu về thi lại toán, thi lại tin. Đây ta điền nha, điền cột thi lại toán, nếu điểm toán nhỏ 5 ghi thi lại, ngược lại ta ghi qua nha, nếu điểm tin nhỏ 5 thì đánh dấu x, ngược lại để trống nha. Bây giờ thầy làm nhanh không thầy giảng này. Tôi sử dụng hàng if nha, bằng if này. Nếu như cái điểm toán mà nhỏ hơn gì? Nhỏ 5. Đấy. Thì đúng không? Tôi gì? Nhập là thi lại, ngược lại tôi ghi là qua nhá, nhỏ 5 thì tôi ghi là gì? Thi lại. Đấy, lưu ý là sâu ký tự ta phải để trong cái kép nhá. Còn lại ta ghi là gì? Qua. Đấy, ta sao chép công thức xuống. Tương tự điểm tin nhá, bằng if này, mở ngoặc đóng ngoặc này, điểm tin, nếu điểm tin nhỏ hơn 5 thì đánh dấu x, còn lại để trống đúng không, ta gì thì là dấu, cách dấu chấm phẩy này, đánh dấu x này, còn lại để gì, để chống nhá, để chống, nếu tôi để chống như này là sai, bây giờ nó không phải để chống mà nó ra điền số không, thế thì chúng ta để chống như nào, không để chống này mà ta đánh sâu ký tự rỗng là hai dấu nháy kép liên tiếp nhá. Đấy, ta thấy là để chống. Bây giờ thế để giải quyết bài toán này ta phải dùng hàm if, như vậy ta phải tra cứu hàm if nhá. Em vào trong này, vào trong các hàm Excel này, giả sử ở đầu file nha, ta gõ này, ta vào replay này, ta gõ chữ hàm này nha, if này nha, ta mở ngoặc cái để ta tìm kiếm cho nó ấy, ta để gõ if không, cái hàm if này nó nằm hay nằm lồng ở bên trong rất nhiều hàm nên là ta sẽ tìm rất là lâu. Ta làm này để thu hẹp cái phạm vi tìm cái số lượng nó tìm kiếm thấy đi. Đây ta ra luôn hàm if đây. Hàm if này nó có 3 đối số nhá, theo cú pháp logic test này, value true này, value false. Chức năng của hàm, hàm kiểm tra điều kiện logic test, nếu điều kiện logic test đúng thì hàm trả về giá trị value true. Logic test này là đúng này thì trả về value true này, còn logic test là sai này thì trả về giá trị value false. Logic test là một giá trị hoặc một biểu thức bất kỳ đánh giá đúng hay sai. Value true là giá trị mà hàm trả về nếu điều kiện logic test là true. Value phone là giá trị hàm trả về nếu điều kiện logic test là phone nha. Thế chúng ta có phát biểu như sau này, nếu A lớn B thì tôi lấy C bằng A trừ B. Ngược lại hay là còn lại, các trường hợp còn lại đấy là A nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn bằng B, đúng không? Nha. Thì ta lấy C bằng B trừ A. Thế ở đây tôi chạy giá trị ô gì? K2. Tôi có giá trị A bằng 7, ô L2 tôi có giá trị B bằng 9 nhá. Tôi thực hiện này, làm hàm if này. Nếu K2 lớn L2 tức là A lớn hơn B nhá. Thì lấy K2 trừ L2 ngược lại hay là còn lại lấy L2 trừ K2, trong trường hợp này A bằng 7 trừ B bằng 9 tức là A là bằng 7 nhỏ hơn B bằng 9, tức là K2 lớn hơn L2 là sai. Nhờ, do đó hàm trả về giá trị L2 trừ K2 tức là nó lấy 9 trừ 7 bằng 2. Trường hợp thứ hai là chỗ K3 bằng 8 và L3 bằng 3. Tôi lấy K3 so sánh với L3, K3 lớn L3 là đúng nên nó sẽ trả về biểu thức là K3 trừ L3. Đấy, và nó lấy 8 trừ đi 3 bằng 5.
Bây giờ đây có giải thích đây. Bây giờ ta xem các hàm ta làm. Đúng rồi, ta mới quay lại trong Excel để chúng ta phân tích cái hàm if này. Tôi giả sử như vậy nha. Thế bây giờ ấy là tôi gì? Tôi có đây là số A này. B này, C này. Bây giờ A tôi nhập bằng 7 này, B nhập bằng 9 này. Và đây là bằng 8 này, đây là bằng 3 này. Thế để tính giá trị C tôi phát biểu như sau này, bằng if có nghĩa là nếu nha. Đấy, nếu mở ngoặc A lớn hơn gì B thì chấm phẩy là thì nhá. Tôi lấy A trừ đi gì B còn lại, đấy lại đánh dấu chấm phẩy nhá, coi như dấu chấm phẩy thứ hai là còn lại. Tôi lấy B trừ đi gì A, đấy tức là ta biểu diễn hoàn toàn bằng lời cái hàm if này nha, được chưa? Xong ta sao sao xuống. À, thế thì tương tự vậy, ở đây chúng ta làm này, thi lại toán nhá. Tôi phát biểu như sau, bằng if tức là nếu mở ngoặc toán nhỏ 5 chấm phẩy là thì, đúng không, có chữ thì lại. Thế thi lại của ta là số ký tự nên ta phải để trong dấu nháy gì, nháy kép. Ồ, bỏ nhầm, đúng không? Nha, ngược lại, đúng không? Ngược lại lại có dấu chấm phẩy. Chữ qua ta để trong dấu gì, trong dấu nháy kép nha. Đúng không? Enter. Ta sao chép xuống. Đấy, thế ta đối chiếu kết quả thấy đúng rồi nha. 4 là thi lại này, 4 thi lại này, 3 thi lại này, còn lại qua. Muốn tin tương tự nhá, ta làm theo yêu cầu này, bằng if mở ngoặc, if là nếu nhá, mở ngoặc, if nếu mở ngoặc nhá, tin nhỏ 5 thì là dấu chấm phẩy nhá, đánh dấu x, đúng không? X là số ký tự, một gồm có một ký tự thôi, ta để trong cái kem để trống, đúng không? Để trống là ta phải để trong sâu ký tự rỗng, tức là không có gì. Cũng sâu rỗng nhá, enter. Đấy, ta sao chép xuống. Nha, thế thì cái hai cái hàm này, hai cái cột này nhá, cột N và cột O này các em chèn thêm vào xong rồi gì? Theo yêu cầu của đề. Nha các em. Làm cho thầy hai cái này trong 10 phút nhá. Thôi cứ cho 12 phút đi, ta đến 10 giờ 15 nhá.